Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái máy mẫu máy ở sử dụng trong xây dựng rất là nhiều, đó chính là chiếc máy cắt bê tông. Chiếc máy này là chiếc máy cắt bê tông đẩy tay các bạn nhá, hay gọi là khung cắt bê tông ấy. Thì các bạn có thể thấy được đây là mẫu khung cắt bê tông của thương hiệu Excel. Excel là một cái thương hiệu khá là mạnh về tất cả các cái dòng máy cắt khung cắt đường. Thì các bạn có thể thấy được nó có khá là nhiều mẫu, và đây là model thuộc loại phân khúc nhỏ của Excel. Thì với cái chiếc máy này thì các bạn có thể sử dụng lắp theo cái lưỡi 300 thì cho đường cắt thì các bạn nó rơi vào khoảng tầm 10 phân. Thì với chiếc máy này thì các bạn có thể sử dụng đi cắt đường, cắt ống nước hoặc những người thợ công trình ấy ở mức độ vừa phải. Trọng lượng của chiếc này nó rất là nhẹ, đẩy tay rất là tiện dụng để các bạn có thể xử lý những cái mảng miếng, những cái khối bê tông để các bạn có thể làm được công việc của các bạn một cách hiệu quả nhất. Thiết kế chiếc máy cắt bê tông này thì các bạn có thể thấy được nó thuộc loại phân khúc máy cắt nhỏ, do đó thì cái thiết kế của nó khá là nhỏ gọn. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được cấu tạo của nó bao gồm khung cắt, bể chứa nước, tiêu dẫn nước và tay đẩy, kèm theo động cơ. Động cơ của chiếc máy này là một mẫu động cơ được rất nhiều hãng sử dụng, đó chính là động cơ Subaru EX17. Thì cái chất lượng của Subaru EX17 chúng tôi đã giới thiệu với các bạn quá nhiều rồi. Cái mẫu động cơ này cực kỳ chất luôn, siêu êm, và công nghệ của nó là công nghệ OHC. Nó khác xa hoàn toàn so với cả động cơ Honda. Honda là cơ OHV. Thì OHC thì đời nó cao hơn, và cái tiếng của nó, rồi khả năng vận hành của nó rất là ok, êm ái hơn. Con này chạy xích cam các bạn nhé. Và một cái điểm thay đổi khác biệt giữa cái khung cắt bê tông này với các cái khung cắt bê tông khác là chiếc thùng nước của nó để trước. Các bạn có thể thấy được cái phần tay về phía người điều khiển rất là gọn và tiện. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn. Khung cắt này là hàng của Nhật các bạn nha, Nhật Bản, chứ không phải là hàng bình thường đâu, không phải hàng Trung Quốc đâu, không phải hàng gia công. Phần lớn bây giờ thị trường rất là nhiều bác hay sử dụng những cái động cơ Honda lắp vào những cái khung cắt KC12 ấy, Vidafo thì cái hàng đấy các bạn chạy sẽ không thể nào bằng hàng này được. Trước này thì các bạn có thể thấy được khung của nó bằng inox gần như 100% luôn. Nó sẽ, tức là khi các bạn cắt bê tông ở trong những cái điều kiện như môi trường cực kỳ khói bụi bẩn, rồi là bụi, rất là bụi, thì và nước nữa, tức là khi mà các bạn cắt phải có nước để nó đỡ bị cháy mạch cắt hoặc cháy dao. Do đó thì các bạn, và đỡ bụi nữa, do đó thì khi mà cái hỗn hợp đó bắn vào máy rất là dễ bị bẩn thỉu, rồi là dễ bị hỏng han gì máy. Do đó thì cái máy này thì nó thiết kế khung inox hết, gần như là nó sẽ giúp cho các bạn vệ sinh máy một cách sạch sẽ hơn và tăng cường tuổi thọ cho máy. Rồi chúng ta sẽ nói đến phần khung tay cắt. Thì các bạn có thể thấy tay khung thì rất là thuận tiện, nhẹ nhàng. Các bạn có thể thấy tay khung inox 100% nhá. Có các cái chốt mấu như thế này để các bạn có thể nâng cao hạ thấp cái độ cao của cái khung đẩy này cho phù hợp với cả thể trạng của các bạn. Rồi các bạn có thể thấy được phía trước đây là phần tay quay. Máy này một tay quay các bạn nhá. Một tay này thì nó sẽ giúp cho các bạn nâng hạ cái đường cắt của các bạn sâu hay là nông là do cái tay này. Đấy, đây là tay quay nhá. Rồi, đây là cái phần bình chứa nước đây. Chứa nước thì bằng nhựa, nhưng mà nhựa của Nhật thì các bạn có thể hiểu được chất lượng nhựa nó quá là tốt. Nó vừa có thể khi mà các bạn sử dụng nó có thể chiếc nhựa này là nhựa nguyên chất, do đó nó rất là cứng, bền, và nó sẽ không bị gọi là gì nhỉ? Nó không bị ải ấy. Và các bạn thấy nó cái van chứa nước này nó sẽ dẫn xuống cái tiêu nước này, nó sẽ dẫn xuống xuống thẳng trực tiếp phần lưỡi cắt ở phần bên trong này các bạn nhá. Ở bên trong này. Đây, dẫn tiêu nước xuống. Đây là phần vạch cân, các bạn có thể cân được cái đường vạch cắt của các bạn như thế nào. Gần như là cái gọi là cân vạch ấy. Ok. Đây là phần khóa tay, tức là khi các bạn sử dụng xong rồi các bạn khóa tay để giúp cho các bạn tự cố định cái độ cao của lưỡi không di chuyển được nữa. Rồi. Để hướng bên này thì các bạn có thể thấy được bảo vệ lưỡi bằng inox. Bằng inox luôn. Động cơ Subaru EX17. Động cơ này khá là đẹp. Máy này thì các bạn có thể thấy nó sản xuất tại Nhật luôn nhá, nguyên bản luôn. Các bạn có thể thấy phần tem không?
Tổng trọng lượng thì khi mà lắp tất cả lên thì nó rơi cả nước lên nó sẽ rơi vào tầm 66 cân. 66 cân. Tua con này là tua động cơ là tua nhanh. Nói chung là về cái máy này không có cái gì mà để hỏng cả. Nên là các bạn sử dụng những cái máy cắt bê tông hàng Nhật hoàn toàn yên tâm luôn. Thì chả có cái gì mà hỏng cả. Tất cả những cái đồ này đều là gia công cơ khí hết, gần như 100%. Cái khác là cái vật liệu, chất liệu gia công cơ khí của nó khác hoàn toàn so với những cái khung cắt bê tông của Việt Nam mình làm. Đó nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được với chất lượng và không hề ngại một chút nào về cái vấn đề hỏng hóc sửa chữa. Cùng lắm bác sĩ thì các bạn có thể giữ lại khung, bỏ phần động cơ đi. Và động cơ AX17 thì chúng tôi bao la đồ luôn nha các bạn nhé. Vì động cơ này sử dụng chung với động cơ máy phát điện Subaru SGL24 này, sử dụng chung với động cơ của máy phát điện Denio DA2600. Rất là nhiều hãng đều sử dụng động cơ Subaru AX17 đấy nhá. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được về cái đồ phụ tùng thay cho cái chiếc máy này khá là nhiều. Máy chạy siêu êm luôn, Subaru máy AX17 máy 5 OHC đời cao. Đây, khung bánh. Rồi, các bạn có thể thấy cái này để giúp các bạn khóa bánh. Tức là các bạn không muốn di chuyển nữa, các bạn sẽ khóa. Tức là khi mà các bạn muốn cắt đứng im máy, đứng im một chỗ và để chỉ nâng hạ cái độ cao của lưỡi thôi thì các bạn chốt bánh lại. Nói chung là cái máy cắt bê tông này nó quá dễ mường tượng luôn, không có cái gì khó cả. Công tắc máy này thì rất êm nhá. Thử giật khẽ cái nó nổ không? Nhỡ nó nổ thì sao luôn. Tại tôi cầm một tay cầm máy quay và một tay sử dụng như này nên là nó hơi bất tiện một chút. À, hình như là trong này chưa có xăng. Ok. Thôi nên các bạn cứ yên tâm. Nếu mà khi bạn lấy hàng thì chắc chắn là chúng tôi sẽ test thử cho các bạn trước khi chúng tôi gửi. Rồi đây là toàn bộ video về chiếc máy hoặc gọi là chiếc khung cắt bê tông Excel sử dụng động cơ Subaru AX17 ở chất liệu máy bằng nhôm. À đâu nhầm, bằng inox chống gì. Rất là ok nhá. Subaru X này, các bạn thấy động cơ không? Quá là ổn luôn. Rất ổn. Khung này, đây là tăng giảm ấy đây. Tăng giảm để nó căng dây hay là trùng dây này. Tăng giảm. Lốc rất là đẹp. Khung bệ chắc chắn. Rất dày. Tấm thân này rất là dày. Này các bạn có thể thấy bên trong này, tôi quay rất là kỹ. Gầm này, các bạn thấy không? Bì gối này. Hàng này là nguyên bãi về chưa vệ sinh các bạn nhé. Rất ngon. Mà mỗi tội không ăn được thôi. Rồi có chiếc máy này thì chắc chắn là cái công việc của các bạn sẽ nhàn rỗi hơn rất là nhiều. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn lưu ý nhá, máy này nó chỉ lắp được lưỡi 300 thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn sau khi xem xong video này có thể lựa chọn cho mình được những cái chiếc máy cắt bê tông ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tài chính của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ like, subscribe kênh YouTube và điện của Điện Máy Minh Sơn, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.